Ten Hag bắt cầu thủ Man United xem Liverpool ăn mừng. Một ngày sau thảm bại 0-7 ở Anfield, toàn đội Man United phải im lặng và ngồi xem video cảnh Liverpool nhảy mừng trong phòng thay đồ. Theo báo Anh Mirror, huấn luyện viên Erik ten Hag và cộng sự có mặt ở bản doanh Man United lúc 7 giờ sáng 6 tháng 3 giờ Manchester, 2 tiếng trước buổi tập. Cầu thủ phải đến sân tập lúc 9 giờ và buộc phải ngồi trong một căn phòng xem màn hình cảnh cầu thủ Liverpool ăn mừng trong phòng thay đồ tối 5 tháng 3 sau trận thắng 7-0 ở Derby Anh. Ten Hag muốn coi đây là động lực cho cầu thủ để họ không bao giờ đầu hàng dễ dàng như thế nữa. Huấn luyện viên người Hà Lan cũng nói với các cầu thủ rằng họ may mắn khi được trở về Manchester trên xe bus đội bóng thay vì phải đi cùng những khán giả Man United giận dữ khi đã bỏ tiền ra mua vé ở Anfield. Hành động của Ten Hag được ví như biện pháp máy sấy tóc của cựu huấn luyện viên Alex Ferguson ngày trước. Huấn luyện viên 53 tuổi cũng cảnh báo cầu thủ rằng nếu thể hiện như ở Anfield lần nữa, họ sẽ bị đẩy xuống tập và chơi cùng đội trẻ và không có cơ hội ở lại đội 1. Thất bại 0-7 trước Liverpool ở vòng 26 ngoại hạng Anh khiến toàn đội Man United bị báo Manchester Evening News chấm điểm 1. Sau 92 năm, Quỷ Đỏ mới lại thua đậm như thế. Cựu huấn luyện viên Ajax cũng sẽ sắp xếp thêm nhiều buổi học cải thiện tâm lý thể thao cho cầu thủ Man United. Với chuyên gia Renier Co, từ khi dẫn đội Ten Hag đã chú trọng khía cạnh tâm lý thể thao bằng cách đưa Co đi theo. Chuyên gia tâm lý này từng làm việc cùng Man United trong quãng nghỉ World Cup 2022 tại Cadiz, Tây Ban Nha. Dự kiến trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục cải thiện tinh thần cho cầu thủ. Ten Hag không muốn Man United rơi vào vết xe đổ ở mùa trước. Man United chuẩn bị chơi trận đầu sau thất bại thế kỷ. Gặp đội khách Real Betis ở lượt đi vòng 1/8 Europa League tối thứ năm 9/3. Tiền vệ Casemiro đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương. Sau đó 3 ngày, họ sẽ tiếp Southampton ở vòng 27 ngoại hạng Anh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.